Quá trời tội, anh Zipper chạy bộ đuổi theo kẻ trộm xe cùng hơn 30 đơn hàng. Nghe tiếng la mà nhói lòng khi cuối năm rồi, sự việc xảy ra trên đường Phạm Văn Trèo, thị trấn Củ Chi chiều ngày 29 tháng 11. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.